Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tốt Tuyên Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Huyền thoại MU chơi ba hàng thủ đất giá của sâu xa. Cựu đội trưởng Manchester Roy Keane cho rằng Manchester nên gia cố hàng thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Manchester đang sở hữu một hậu vệ đắt giá nhất lịch sử là Harry Maguire, 85 triệu bảng. Ngoài ra hai trung vệ Eric Bailly và Victor Lindelof cũng ngốn của MU tới 70 triệu bảng. Chưa kể hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka cũng có giá 50 triệu bảng. Dù vậy, hàng thủ của Quỷ Đỏ vẫn không làm hài lòng cựu đội trưởng Roy Keane. Chia sẻ trên Sky Sports, Roy Keane cho rằng MU nên chiêu mộ thêm một hoặc hai hậu vệ nữa thay vì chỉ tập trung vào hàng công. Theo cựu tiền vệ người Ireland, hàng thủ của Quỷ Đỏ cần cải thiện hơn nữa mới có thể cạnh tranh ngôi vô địch. Bạn có biết không, mỗi khi nói về những câu lạc bộ lớn, mọi người thường chỉ nói về các cầu thủ tấn công. Tôi vẫn nghĩ rằng họ cần thêm một hoặc hai hậu vệ. Tôi không bị thuyết phục bởi các trung vệ. Luke Shaw cũng không thuyết phục tôi. Tôi nghĩ tài năng trẻ Brayden Williams đã chơi rất tốt bên cánh trái, dù cậu ấy thuận chân phải. Roy Keane thẳng thắn nhận xét về hàng thủ mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang sở hữu. Trước đó, MU cũng được cho là có quan tâm tới Samuel Umtiti của Barca và Kalidou Koulibaly của Napoli. Tuy nhiên, đây là hai trung vệ có giá không hề rẻ, đặc biệt là ngôi sao người Senegal. Để tăng cường sức mạnh cho hàng công, Quỷ Đỏ đang liên hệ với Jack Grealish của Aston Villa, James Maddison của Leicester và Jadon Sancho của Dortmund, theo The Mirror. Dù vậy, người hâm mộ Old Trafford không nên kỳ vọng quá nhiều vì phó chủ tịch Ed Woodward đã nói rằng câu lạc bộ sẽ không chi tiêu như bình thường do ảnh hưởng của Covid-19. Nhắm sao PSG, Mourinho đích thân gọi điện đàm phán. Huấn luyện viên Jose Mourinho được cho là rất muốn đưa Thomas Meunier về Tottenham ở phiên chợ hè sắp tới. Thomas Meunier gia nhập Paris Saint-Germain từ Club Brugge vào mùa hè 2016 với giá 6 triệu euro. Hiện tại anh đang bước vào những tháng cuối trong hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp và đôi bên không có ý định tiến hành gia hạn thêm. Trong gần 4 năm gắn bó với PSG, Meunier chủ yếu sáng vai trò dự bị cho Daniel Vest và giờ là Thilo Kehrer. Mùa giải này, Kehrer nghỉ một thời gian dài do chấn thương, hậu vệ người Bỉ mới có 16 lần ra sân tại Ninh Anh. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng không mấy mặn mà trong việc giữ anh lại sân công với anh có hoàng tử. Với việc Meunier sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi mùa giải này khép lại, khá nhiều đội bóng lớn đã đánh tiếng muốn sở hữu anh. Một trong số đó phải kể đến Tottenham của Jose Mourinho. Theo nhiều nguồn tin, trong thời gian còn dẫn dắt Manchester, nhà cầm quân người Bồ cũng từng xúc tiến đưa hậu vệ phải người Bỉ về Old Trafford nhiều lần nhưng bất thành. Mới đây, tờ báo danh tiếng Elquid của Pháp vừa khẳng định mối quan tâm của Mourinho dành cho Meunier vẫn còn nguyên. Ông rất muốn đưa cầu thủ 28 tuổi về Tottenham vào mùa hè này bởi chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của Sergi Aurier. Theo Elquid, người đặc biệt đã đích thân gọi điện cho Meunier để nói về kế hoạch của ông mùa tới và thuyết phục anh gia nhập đội bóng London. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Mourinho có thể thành công trên thủ này. Nhiều nguồn tin cho hay, đội bóng cũ của người đặc biệt là Manchester cũng đã đưa Meunier vào danh sách cần mua sắm ở phiên chợ hè sắp tới. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer được cho là đang tìm kiếm chân dự bị cho Aaron Wan-Bissaka và không muốn bỏ lỡ bản hợp đồng miễn phí. Trong quá khứ, hậu vệ người Bỉ cũng đã từng bày tỏ tình yêu với đội chủ sở Old Trafford. Sao lớn Ajax mở đường đến Chelsea. Một trong ngôi sao lớn nhất của Ajax hiện nay, thủ môn Andre Onana đã lên tiếng mở đường đến Chelsea mùa giải tới. Andre Onana trưởng thành ở lò đào tạo của Barcelona nhưng không chiếm được vị trí chính thức. Năm 2015, anh chuyển sang thi đấu cho đội trẻ Ajax. Sau 2 mùa ở đội trẻ, Andre Onana đã chiếm được suất bắt chính ở đội 1 và trở thành ngôi sao hàng đầu của Ajax trong những năm gần đây. Thủ môn người Cameroon góp công lớn giúp Ajax giành vị trí Á quân Europa League 2017, giành cú đúp quốc nội Hà Lan và lọt vào bán kết Champions League mùa trước. Sau khi các ngôi sao lớn của Ajax như De Ligt, De Jong và Hakim Ziyech lần lượt ra đi, Onana cũng quyết định trên tay đội chủ sân Johan Cruyff Arena. Cho dù Onana chưa thể có thỏa thuận chính thức với các câu lạc bộ khác, nhưng thủ môn 24 tuổi này đã gửi thông điệp chia tay trên trang cá nhân. Sau khi Hà Lan hủy bỏ mùa giải này vì Covid-19, Onana viết: "Hành trình này đã kết thúc trong một sân vận động trống rỗng, nhưng tràn đầy tự hào và niềm vui. Cảm ơn tất cả về tình cảm và sự ủng hộ của các bạn." Hiện tại Onana đang được xem là mục tiêu hàng đầu của Chelsea, đội đang tìm kiếm một thủ môn mới thay thế Kepa. The Blues vừa chơi một thành công GS từ Ajax và có mối quan hệ rất tốt với đội bóng Hà Lan. Ngoài Chelsea, Tottenham và Barcelona cũng có liên hệ với Onana. Tuy vậy, hai câu lạc bộ này nhiều khả năng không bạo chi 35 triệu bảng cho thủ môn 24 tuổi người Cameroon. Được Zidane hứa hẹn, Ceballos báo tin buồn cho Arsenal.
Dani Ceballos nhiều khả năng sẽ trở về Real sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ Arsenal. Hè 2019, Arsenal đã thông báo đạt được thỏa thuận mượn Dani Ceballos từ Real. Bản hợp đồng có thời hạn 1 năm và không kèm điều khoản mua đất. Anh được xem là giải pháp thay thế cho Aaron Ramsey, người đã chuyển sang Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Giai đoạn đầu ở Emirates, Ceballos thi đấu tương đối ấn tượng. Đến tháng 11, tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương gân khoeo nghiêm trọng, phải ngồi ngoài ngày dài hạn và chưa đóng góp nhiều cho Arsenal dưới chủ đại của tân huấn luyện viên Mikel Arteta. Dẫu vậy, pháo thủ được cho là vẫn quyết tâm ký hợp đồng chính thức với cầu thủ này ở phiên chợ hè sắp tới. Tuy nhiên, kế hoạch trên của Arsenal nhiều khả năng sẽ thất bại. Mới đây trong buổi phỏng vấn với DAZN, Ceballos đã bất ngờ tiết lộ cuộc trò chuyện giữa anh và huấn luyện viên Zidane hồi đầu năm. Đây là thời điểm tiền vệ này trở về Tây Ban Nha để điều trị chấn thương. Ceballos cho hay, chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng đảm bảo tương lai của anh ở Real. Vài tháng trước tôi đã gặp Zidane khi đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Zidane nói ông ấy luôn theo dõi Premier League và đã xem các trận đấu của tôi tại Arsenal. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt đẹp, Zidane cho hay. Tôi khá giống ông ấy thời còn là một cầu thủ và cần được ra sân thường xuyên để duy trì phong độ. Ông ấy luôn khẳng định tương lai của tôi là ở Real Madrid và tôi cần kiên nhẫn chờ đợi bởi cơ hội rồi sẽ đến. Với những chia sẻ trên, không loại trừ khả năng Ceballos sẽ quay lại khoác áo Real vào mùa giải tới. Với việc Luka Modric chuẩn bị bước sang tuổi 35, còn Toni Kroos đã ở ngưỡng băm. Kênh kênh trắng đang cần một người thay thế lâu dài, cộng thêm việc doanh thu bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, họ được cho là sẽ ưu tiên sử dụng Ceballos thay vì vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Gây sốc, MU đón Di Maria trở lại Old Trafford. Tuyển thủ Argentina, Di Maria có thể trở lại đấu quân cho Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Di Maria hiện khoác áo PSG, hè 2015, ngôi sao người Argentina gia nhập đội bóng Paris sau một mùa giải thất bại ở Man United. PSG hiện rất muốn chiêu mộ Courtois, tiền vệ đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Theo Calcio Mercato, PSG đã gửi lời đề nghị chiêu mộ Courtois đến Old Trafford. Calcio Mercato cho hay, PSG sẵn sàng để Di Maria và Juan Draxler đến Old Trafford để đưa Pogba về Paris. Tuy nhiên, nguồn tin này không nói rõ PSG muốn đổi ngang Di Maria và Draxler lấy Pogba hay trả tiền cộng thêm Di Maria và Juan Draxler đổi lấy tuyển thủ Pháp. Ngay sau khi hay tin PSG muốn đổi Di Maria và Juan Draxler lấy Pogba, người hâm mộ Man United đã phản đối kịch liệt thông vụ này. Không ít người đã công kích Di Maria và gọi tiền vệ người Argentina là gián độc. Di Maria gia nhập MU từ Real với giá 59,7 triệu bảng vào mùa hè 2014. Chỉ sau một mùa giải khoác áo quỷ đỏ, Di Maria đã rời Old Trafford không kèn không trống vì thất bại. Ở trận PSG thắng MU với tỷ số 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018-2019, Di Maria từng có pha ăn mừng chọc tức cổ động viên quỷ đỏ với hành động giả vờ uống bia ngay trên sân Old Trafford. Đây là một trong chai bia cổ động viên MU ném về phía ngôi sao người Argentina. Maxim Bulka, thủ môn của PSG từng tiết lộ rằng Di Maria rất ghét cay ghét đắng MU. Cụ thể, cựu cầu thủ Real luôn chuyển kênh truyền hình mỗi khi xuất hiện bất cứ thông tin nào liên quan đến quỷ đỏ. Newcastle sẽ lột xác với Bale và Pochettino. Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov khẳng định chiếc chuyền sẽ khiến người ta phải dè chừng nếu chưa mộ được hai người cũ của Tottenham sau khi đổi chủ. Tôi đang nghe nhiều thông tin về việc Newcastle sẽ chiêu mộ Mauricio Pochettino, đó sẽ là bước đi tuyệt vời cho đội bóng này, Berbatov nói trên Goal. Chỉ cần Pochettino cập bến Newcastle, họ chắc chắn sẽ trở thành thế lực đáng chú ý. Các cầu thủ và giới chuyên môn sẽ nhìn họ với con mắt khác. Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman sắp thành công trong việc mua lại Newcastle với giá 375 triệu USD. Với khối tài sản khổng lồ, cùng thói quen chịu chơi, Mohammed bin Salman được kỳ vọng sẽ biến Newcastle trở thành thế lực mới của bóng đá Anh và tạo ra sự sôi động trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới. Khi Pochettino đến, những cầu thủ mới sẽ lần lượt tiếp ước. Tôi biết Gareth Bale là một trong cái tên đã được Newcastle liên hệ. Berbatov tiết lộ họ sẽ tái xây dựng đội bóng với những cái tên lớn trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài Bale và Pochettino, Newcastle được cho là đã liên hệ với hàng loạt cái tên khác như Arturo Vidal, Marc Anelgri hay Edinson Cavani. Năm nay 34 tuổi, Thái tử Mohammed được xem như là người kế thừa toàn bộ khối tài sản của Hoàng gia Saudi với giá trị ước tính khoảng 1.400 tỷ USD, thống kê từ Business Insider vào tháng 3 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý
kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để bật chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn lại.